Chào các bạn, chỉ với 10.000 đồng và một ngày nghỉ thư giãn, tôi đã tạo ra được 2 cái chậu để trồng cây. Để giúp quý vị và các bạn thư giãn những ngày nghỉ và giảm chi phí trong việc chơi hoa cây cảnh và trồng rau trên sân thượng, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn làm chậu xi măng thật đơn giản. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vật liệu mà chúng ta sử dụng để làm chậu đó là xi và cát. Như lần trước tôi chia sẻ với quý vị các bạn là tôi làm bằng nguyên xi không thì nắng nóng nó sẽ vỡ cái thành chậu. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về cách phối trộn nguyên liệu để đảm bảo. Bền nhất một xi này thì chúng ta cho 2 cát. Sau đó là chúng ta cho nước vào. Ảnh diễn nó ra như thế này các bạn. Để chúng ta sử dụng làm cho nó dễ. Tiếp theo là công đoạn là cho nguyên liệu lên khuôn thôi. Tùy theo độ dày mỏng mà quý vị và các bạn yêu cầu, các bạn sẽ cho nhiều vữa hay là ít vữa nhé. Như ở đây tôi làm cái mức độ nó chỉ mỏng độ khoảng hơn 1 phân thôi. Bởi vì là tôi để trên sân thượng, tôi cần nó nhẹ và nó khi chúng ta vận chuyển nó dễ. Chúng ta sử dụng cái bay, sau đó là đổ vữa xung quanh chân khuôn. Giờ là đến công đoạn là vuốt thành chậu. Thì các bạn lấy cái bay này, các bạn vuốt nén nó lên thì là đó, các bạn cứ làm như vậy. Rất đơn giản và nhanh. Dùng cái bay này chúng ta miết cái thành chậu cho nó nhẵn đều xung quanh. Đây là sau một thời gian ngắn tôi đã làm xong một cái chậu dạng nhẵn. Quý vị và các bạn có thể lấy cái bay này, các quý vị và các bạn quét ở giữa này làm cái lỗ thoát nước. Vì tôi trồng sung và một số cây nó có thể nó thích nghi được với cái điều kiện ngâm nước. Sau đó tôi làm chậu kín. Từ cái chậu bên này tôi sẽ trang trí cho nó một chút thành chậu bên ngoài. Tôi sẽ chuẩn bị thêm một ít vữa thật nhão các bạn. Công việc tiếp theo là trang trí cho cái chậu thôi. Chúng ta rót như sầm sơn, chúng ta nghịch cát thôi. Sau đó là các bạn có thể lấy một cái nắp hộp bỏ đi, to hay nhỏ cũng được, để chúng ta làm cái chân chậu. Chỉ cắm vào xi măng đây thôi là nó sẽ găm thành một cái đế chậu. Để khoảng 3 phút, lấy cái bay chúng ta vén mép cái thành chậu lên gọn gàng lại một chút. Vậy là sau khoảng 15 đến 20 phút tôi đã xử lý xong được 2 cái chậu. Đến thời điểm này đã được 24 tiếng. Do đó là tôi sẽ nhấc 2 cái chậu này lên để đưa vào sử dụng. Và một lưu ý quan trọng khi chúng ta sử dụng phương pháp này để làm chậu, đó là chúng ta phải lót một cái bạt ở phía dưới với mục đích là để khi chúng ta lấy cái chậu này ra nó dễ dàng hơn. Ta chỉ cần nâng cái bạt lên thì nó sẽ kênh cái mép và chúng ta nhấc được cái chậu ra. Nó kênh cái thành chậu lên rồi thì công việc thật là dễ dàng rồi. Chúng ta nhấc cái, sau khi nhấc cái chậu ra, chúng ta tái chế được luôn thành một cái khuôn mới. Chúng ta chỉ việc phụ thêm cát vào